Tháo lên đường. Dốc phết mà. Dốc gì so cái chỗ này so với cái chỗ nước nhộng điên chỗ này này. Tí tiệu. Trước cái sầu. Sầu đéo đơ đâu. 40 trăng pha. Đường. Hai câu. Khánh thế nào rồi? Khánh thế nào rồi? Con công nông này vẫn muốn trôi này. Đấy, bánh đà vẫn nhích. Đấy, bánh đà vẫn nhích. Đấy. 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 Thế mày có đưa đồng nào bọn nó? Đi đồng nào không? Thì là trôi lại phi vào đít con này thôi. Trời ơi. Chèn chứ. Nhìn ăn chơi thế bây giờ vợ Khánh sợ thật. Vâng, bây giờ nhờ mấy không bạn. Không phải nhá, nói thật với anh em luôn, đàn bà nó phải biết đi chơi gái thì nó mới ăn chơi. Và chơi trai. Phải ve vớn được nó mới ăn chơi á. Thất mang. Bịch có chứ. Bịch của em hai cái mà. Đây. Hai ba cái. Mình đi xe máy mà. Đây, đúng đâu, đi về tái.